Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp lại nhau trong Hôm Nay Có Gì Hot ngày 18 tháng 7 với những tin tức công nghệ cực kỳ nóng hổi không thể bỏ qua. Theo những tin tức rò rỉ, Apple sẽ công bố 3 mẫu iPhone mới vào mùa thu này, trong đó sẽ bao gồm phiên bản kỷ niệm 10 năm, sở hữu màn hình tràn ra các cạnh. Tuy nhiên, rất có thể chúng ta sẽ khó có được trên tay phiên bản này sớm, bởi hai nhà sản xuất và gia công chính là Foxconn và Pegatron vẫn chưa sẵn sàng để sản xuất thiết bị hàng loạt. Ước tính iPhone 7S và 7S Plus sẽ bắt đầu được sản xuất hàng loạt vào tháng 8 này, chậm hơn một tháng so với người tiền nhiệm. Trong khi đó, iPhone 8 màn hình OLED được cho là còn chậm hơn là vào tháng 11 hoặc 12 nhưng với số lượng cũng hạn chế. Bên cạnh Apple chuyển sang sử dụng tấm nền OLED của Samsung thì theo nguồn tin từ Hàn Quốc, Xiaomi cũng đã ký hợp đồng với nhà sản xuất này cho những chiếc flagship trong năm 2018 của họ. Thỏa thuận được thông qua sau khi việc hợp tác với LG thất bại. Và cũng vì thỏa thuận này, thiết kế của các thiết bị flagship Xiaomi sắp tới cũng sẽ thay đổi khi nâng kích thước màn hình từ 5,5 inch lên thành 6 inch. Mới đây, một phụ kiện ốp lưng cho LG V30 đã vô tình để lộ mặt lưng của máy. Theo đó, LG V30 vẫn sẽ được trang bị cụm camera kép nằm ngang, bên cạnh cụm đèn flash, cảm biến lấy nét và bên dưới là cảm biến vân tay. Dự kiến, LG V30 sẽ được trang bị chip Snapdragon 835, RAM 4GB, màn hình Full Vision tỷ lệ 18:9 như G6 và sẽ được giới thiệu tại IFA 2017 tới. Meizu cũng đã bắt đầu gửi thư mời sự kiện giới thiệu sản phẩm của mình vào ngày 26 tháng 7 tới đây. Theo những hình ảnh được cung cấp từ The Verge, Meizu Pro 7 sẽ là flagship tiếp theo được nhà sản xuất này ra mắt. Ảnh thư mời cũng cho thấy mặt lưng của máy sẽ có một màn hình hiển thị thứ hai như những tin đồn trước đó. Dự đoán, Meizu Pro 7 sẽ có màn hình 5,2 inch chip Helio X30, camera kép phía sau 12 megapixel và camera trước 16 megapixel. Bên cạnh đó, Meizu được cho sẽ ra mắt cả phiên bản Meizu Pro 7 Plus với màn hình 5,7 inch và sử dụng chip Exynos 8895 như trên Galaxy S8. Vừa mới đây, ông trùm rò rỉ F Flip đã đăng tải hình ảnh Nokia 8, chiếc smartphone cao cấp đầu tiên chạy Android mang thương hiệu Nokia. Qua hình ảnh, ta có thể thấy Nokia 8 không quá khác biệt về mặt thiết kế so với các thiết bị mà công ty đã ra mắt cách đây không lâu. Điểm đáng chú ý trên Nokia 8 chính là viền hai bên màn hình khá mỏng, cũng như cụm camera kép phía sau sử dụng ống kính đến từ Zeiss. Thiết bị có thể được trang bị màn hình 5,3 inch, chip Snapdragon 835, RAM 4GB và được bán ra vào cuối tháng này. Trên đây là những tin tức hot nhất trong ngày hôm nay. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong Hôm Nay Có Gì Hot ngày mai.